Thảo Tâm. Tôi thấy buồn cười khi được đồn là con nhà giàu. Diễn viên Thảo Tâm của phim Mắt Biếc cho biết kinh tế gia đình cô ở mức trung bình. Cô thường cùng mẹ mua đồ sida nhưng cô tự hào tự lo tiền học, sinh hoạt phí. Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh năm 2000. Từ thời cấp 3, cô đã là gương mặt nổi bật ở trường và trên truyền hình, được mệnh danh hot girl 8,5 IELTS. Từ cuối 2019, cô bắt đầu được biết đến trong vai trò diễn viên. Qua vai cô giáo Hồng trong phim Mắt Biếc, cô giáo Tâm trong phim 578, Phát Đạn của Kẻ Điên và hai MV sau này, Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở và Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa của ca sĩ Nguyên Hà. Giữa năm nay, cô lần lượt hoàn thành vai nữ chính trong hai phim Mặt Nạ Phan Ti đóng cùng nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, Võ Điền Gia Huy và Móng Vuốt đóng cùng Tuấn Trần, rocker Nguyễn. Từ lúc phim Mắt Biếc ra rạp năm 2019 đến nay, nhiều tin tức cho rằng Thảo Tâm là con nhà có điều kiện. Theo học tại Đại học Quốc tế Fulbright, một trong những ngôi trường đắt đỏ nhất Việt Nam, bật cười khi được hỏi về chuyện này. Nữ diễn viên ghen ghét cho biết, tôi không hiểu lời đồn đó ở đâu ra, nó làm tôi buồn cười. Lúc đọc được tin đó, mẹ tôi cũng ngạc nhiên hỏi, nhà mình có điều kiện lắm hả con? Trước khi về hưu, ba tôi là hiệu phó Đại học Nông Lâm và là giảng viên ngành công nghệ thực phẩm. Mẹ tôi từ nhân viên văn phòng chuyển sang mở trung tâm giáo dục. Theo chính sách hỗ trợ của nhà trường, tôi được hỗ trợ 60% học phí, nhưng khoản tiền còn lại vẫn là một thử thách với gia đình tôi. Lúc đầu, ba mẹ tôi xác định tinh thần vay tiền cho tôi đi học, nhưng nhờ có công việc MC và diễn viên, tôi có thể tự lập 2 năm nay, không nhận sinh hoạt phí từ ba mẹ. Tôi tự hào mình tự đóng tiền học, tự đóng thuế khi đang là sinh viên. Thảo Tâm cho hay công việc chính của cô hiện tại là diễn viên. Ngoài ra, cô có thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo. Ngoài học phí, cô không có quá nhiều nhu cầu chi tiêu, vì chưa cần tốn kém như nhiều diễn viên hoạt động lâu năm trong nghề. Người quản lý giúp cô kiểm soát các xe, phân chia các dòng tiền để chi tiêu hợp lý. Hiện tại, Thảo Tâm sống trong ký túc xá của trường. Sau khi tốt nghiệp trong năm 2023, cô sẽ chuyển về nhà ba mẹ. Sau đó, cô có thể cân nhắc ra ngoài ở riêng. Ở các sản phẩm đã ra mắt, Thảo Tâm thường ghi dấu với hình ảnh nàng thơ đẹp tinh khôi và dịu dàng, có mái tóc dài đen truyền thống. Còn ngoài đời, cô được biết đến là một nữ sinh năng động, vui tính. Bởi vậy khi xuất hiện trở lại gần đây, cô gây bất ngờ với hình ảnh có phần cá tính, nổi loạn cùng mái tóc ngắn, xoăn nhẹ và nhuộm tôn vàng sáng. Chia sẻ về cú lột xác này, Thảo Tâm cho hay bản thân cô từ lâu có sự nổi loạn ngầm từ bên trong, muốn có một mái tóc nhuộm sành điệu. Nhưng từ năm 2018, cô ấp ủ mong muốn hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Do đó, cô nuôi tóc đen tự nhiên, không can thiệp hóa chất. Giữa năm nay, cô đóng liên tiếp hai phim cùng thể loại tâm lý, Giật Cân, Mặt Nạ Phan Ti và Móng Vuốt. Muốn tạo hình trong hai phim khác biệt hoàn toàn, cô quyết định xuống tóc sớm hơn dự định. Khi ấy, tóc cô dài ngang eo. Thảo Tâm giải thích, tôi muốn giữ mái tóc dài thêm vài dự án phim nữa, nhưng vai diễn máu lửa trong Móng Vuốt xứng đáng để tôi thay đổi hình ảnh. Tóc của tôi trong phim đó dài hơn và chiến hơn tóc tôi hiện tại, màu cũng khác, nhưng tôi xin giữ bí mật đến ngày tạo hình được công bố. Ghen ghét có tuyên ngôn tóc không máu lửa, đời không để, tôi thay đổi cũng là một cách hay để đến gần hơn khán giả của tôi. Thảo Tâm lột xác hiện đại và có phần nổi loạn, luôn vui tươi trên màn ảnh và mạng xã hội. Thảo Tâm lan tỏa năng lượng sống tích cực cho những người tiếp xúc. Vậy mà cách đây vài tháng, cô làm nhiều người lo lắng khi đăng hình ảnh bật khóc và thổ lộ áp lực trên Facebook. Nữ diễn viên cho biết thời gian đó, cô stress vì khó sắp xếp lịch học tương thích với lịch quay phim. Cô òa khóc vì không thể đi học cùng những cô bạn thân ở trường. Thảo Tâm cho biết thêm nhìn cô giàu năng lượng và hơi tăng động ở hiện tại. Nhiều người khó tin cô từng trải qua tuổi teen trầm cảm. Đen tối nhất với cô là giai đoạn 14-16 tuổi. Khi ấy, ông ngoại cô hóa trị ung thư, mẹ cô cũng có dấu hiệu mắc bệnh. Hai người thân của cô qua đời. Cùng lúc, Thảo Tâm bị bạn bè ở trường bắt nạt và tẩy chay. Nhiều chuyện không vui xảy đến cùng lúc làm cô bé nhạy cảm ngày ấy suy sụp. Cô từng cắt cổ tay, đến giờ vẫn để lại sẹo. Một lần khác, cô nghĩ đến chuyện treo mình từ tầng cao. Thảo Tâm trải lòng, nhiều người nghĩ chỉ gặp những chuyện khủng khiếp, gay gắt, người ta mới được quyền khủng hoảng hay sang chấn tâm lý. Tôi cho rằng mỗi người có một giới hạn chịu đựng riêng và sức chịu đựng của mỗi người ở từng giai đoạn cũng khác nhau. Nếu chuyện bắt nạt xảy ra bây giờ, tôi sẽ nghĩ không chơi với đứa bạn này, tôi chơi với đứa bạn khác. Nhưng ở tuổi 14,
tôi không tích cực được như vậy. Nhờ có gia đình, tôi dần vượt qua những cú sốc của ngày ấy. Cách đây 2 năm, tôi bắt đầu tìm đến bác sĩ tâm lý để xác nhận mình có thực sự ổn không. Thảo Tâm nhận định chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội không phải việc xấu, bởi đó là cách để mọi người giúp nhau vượt qua vấn đề tâm lý. Mọi người gọi tôi là người của công chúng, phải giữ hình ảnh trên không gian ảo. Thực tế, tôi thuộc về công chúng, là một phần của công chúng. Tôi cũng có lúc buồn, có lúc gặp khó khăn trong học tập và công việc. Tôi không bao giờ chia sẻ những cảm xúc tiêu cực để ảnh hưởng người khác. Nhưng nếu là trải nghiệm tôi đã vượt qua, tôi nghĩ nó xứng đáng được chia sẻ để giúp thêm nhiều người. Diễn viên nói về con đường mình theo đuổi sắp tới. Thảo Tâm khẳng định duy trì công việc chính là một diễn viên. Chuyên ngành nghệ thuật cô học ở trường hỗ trợ cô nhiều trong việc đọc kịch bản và phân tích nhân vật. Ngoài ra, cô theo đuổi hình ảnh một edutainer ghép từ educator, người làm giáo dục và entertainer, người hoạt động giải trí. Với khái niệm này, cô định hướng là một người làm việc trong showbiz nhưng truyền cảm hứng tri thức, chia sẻ kinh nghiệm học tập cho khán giả trẻ. Thời gian tới, cô sẽ tiếp tục làm MC song ngữ, tham gia các chương trình giáo dục và thực hiện dự án riêng để phù hợp hình ảnh này.